Đấu trường danh vọng ngày 1 tuần 6, Xuân Bách chính thức tỏa sáng trong vai trò mới. Thái Lan lại ra mắt trang phục độc quyền Veramsaya Airi. Seolin quay trở lại thi đấu, vị cứu tinh khi Hồng Kông thất thế. Chia sẻ của các leader trước thềm vòng tranh xuất hạng ba miền tứ phương đại chiến. Chiến thần One Champ, và đây là Florentino. Hoàng Sơn, tôi đã quay trở lại với anh em đây. Giai đoạn lượt về đã khởi tranh. Tip Flash, ngoài sự ra mắt của tân binh NTZZ, thì một trận bất ngờ lớn mà đội tuyển này mang lại đó là sự thay đổi vị trí của Xuân Bách từ đường giữa sang hỗ trợ. Và với một tuyển thủ như Xuân Bách, không khó để anh chàng để lại cho khán giả của đấu trường danh vọng những điều thú vị và bất ngờ. Bắp lột đi. 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 Bắt chàng bắt đâm nè. Cứ quýnh thường hoài à. Quýnh thường cho không khí. Anh đúng đô luôn. Tí ra chọc anh bắt, anh bắt vậy. Anh đúng đô luôn. Giờ sao giờ nớm nhờ đây bác. Yeah. Chứ đúng đô luôn, nhìn đúng. Khác với trận mở màn lượt về đầy khó khăn, tại trận đấu phân tranh vị trí top 4 VSQ Sport, người chơi trợ thủ mới của Team Flash đã làm hẳn 3 chiếc MVP nhỏ xinh, qua đó góp phần giúp Flash giành chiến thắng 3-1 trước Ngựa Ô của đấu trường danh vọng mùa giải năm nay. Chiếc của mình và cần phải lùi về sau khi đã bấm quẫn. Xuân Bách tiến sát cái bụi còn lại, nổ thì thực lực là khá đau, một cú chỉ đến từ bên xa đánh lùi được người đi chân vệ kia, đối phương tách lên hết hết tung được vị trí của quay thế chưa đủ sát thương đến từ người tên chân vệ, và bây giờ thì Ronon phải lùi, có thêm sự hỗ trợ đến từ người tên Xuân Bách, nhảy vào vị trí tiền lưng của Xuân Bách, nổ được free way rồi, nhưng có thể hay không thì ở đây là hai anh tay tôi trả lời có lẽ là không, đổi mạng đến từ hai đội tuyển nhưng bên phía Team Flash vẫn đang phát huy. Đó là một cú bóng bị tiêu quá dòng sinh trường đến từ FQ mới, bắt ra một cách tuyên tỉnh lại mất có thể à cũng đứng thêm đầu tên xem xét nữa. Yeah. Cách còn lại thì là cú ba là IDC và là 1-0 dành cho Team Flash ở trong kèo đầu bê năm nay. Rất bất ngờ khi mà chúng ta còn đang hoa mắt với cú bóng bị tiêu kết hợp với cái tốc biến quá đẹp đến từ vị trí FQ ở màn hình chính. Nhưng màn hình phụ của đó là hai người. 1/3 lượng máu thì đúng hơn, cái trụ ở khu vực đường giữa trụ 2 giải quyết xong được có xe đạo chúng cũng như các thành viên đến từ bên phía đội tuyển HP Sport Bay. Bây giờ hỗn quân cùng đồng ở đây, Xuân Bách đang lao lên cùng và cũng đang chống chịu lượng sát thương tương đối lớn ở khu vực thềm trụ Freeway. Freeway như không kịp xuống nữa thì phải, anh ta mất đi trong cái giáp hồi sinh rồi, anh ta quay trở lại với cái giáp hồi sinh của mình, cùng và bị hủy diệt đi. Nhưng những cú cắt đến từ anh diễn rất là quá chất lượng ở đây. Freeway mất bóng, ADC lao đến, ADC đã phải đập lại nhưng lấy được cái mạng của Sin. ADC mất giáp hồi sinh bật cầu băng xương, ADC thoát về tấn công và bây giờ bắn cung được vị trí của HQ rồi. HQ mất đi giáp hồi sinh, HQ sẽ bị lên bảng số khi mà Bách càng lên một cách quá mạnh. Và như vậy hết nghi xuống phát đi đến 4 người rồi. Chỉ còn lại một mình Kali mà đang cố gắng hạ một IDC có được hợp một cách không được. Trong cùng thì nó vẫn lại được. Và sẽ là một chất bốn tại trong tình huống thi đấu này. Chỉ còn lại một mình Kali của bên Hà sau một tình huống tấn công mà HQ đã không thể nào vượt qua được vòng vây của thành viên bên phía Team Flash. Có lẽ là chỉ có phép màu mới có thể giúp cho Kana nghĩ đến một bối cảnh khác mà thôi. Tỷ số sẽ được dâng lên là 2-0 dành cho Team Flash. 2-0 cho Team Flash trước đội tuyển HQ. Ở trận đấu còn lại, vẫn là sự tỏa sáng quen thuộc của Judas. Cyprus dễ dàng giành 3 điểm trước một Fab Esports đang còn rất nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Tuần 6 vẫn còn rất nhiều trận đấu hấp dẫn. Bảng xếp hạng và lịch thi đấu thì tôi để đây cho anh em tiện theo dõi nhá.
Thái Lan từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những cường quốc của Liên Quân Mobile. Và mới đây, để thể hiện sự chịu chơi của mình, Garena AOV Thái Lan tiếp tục cho ra mắt bộ skin độc quyền thứ 5 cho server của mình, có tên là Veram Saya Airi. ที่ หลับไหล มา นับ พัน ปี ถูก ปลุก ขึ้น แล้ว ปลากัด สัตว์ น้ำ ประจำ ชาติ ไทย สัญลักษณ์ ของ ความ เป็น นัก สู้ ของ คน ไทย มา ช้า นาน บัด นี้ ได้ ประสาน พลัง เป็น 1 เดียว กับ ไอริช แล้ว ข้า คือ นาง พญา แห่ง เมือง บาดาล การ ออก แบบ ชุดและอาวุธของวีรมัสยาไอริดึงเอกลักษณ์ของประกาศผ่านทางเครื่องประดับอาวุธและดีไซน์ของชุดออกมาได้อย่างลงตัวการผสมผสานระหว่างความพริ้วไหวของครีและความแข็งแกร่งของเกล็ดประกาศทำให้วีรมัสยาไอริเป็นไฟเตอร์แอสซาซินที่มีความน่าเกรงขามและในขณะเดียวกันก็มีความงดงามอีกด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสู้ถูกปลุกขึ้นแล้วสกิลหนึ่งของไอริเป็นการปาดาวกระจายที่มีรูปลักษณ์เหมือนครีบของประกัดที่มีความแหลมคมเพื่อปัดเป่าพยันตรายจากศัตรูคมครีบสังหารสกิล2ของไอริเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคล้ายกับประกัดที่กำลังไล่ล่าต่อสู้ก่อให้เกิดเอฟเฟกต์คล้ายกับครีบของประกัดที่พลิ้วไปตามการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วของไอริมัจฉาร่ายรำสกิลอัลติเมทเป็นการกระโจนลงมาสู่พื้นดินผสานพลังของประกัด2ตัวที่ส่งพลังผ่านคมดาบทั้งสองเล่มในขณะเดียวกันก็สร้างเอฟเฟกต์ลายไทยเป็นวงกลมรอบไอริอย่างสวยงามอีกด้วยวารีสังหารหมู่มารจงสูญสิ้นปลุกจิตวิญญาณแห่งนักสู้พร้อมมุ่งสู่สมรภูมิแดนสยามสาวนักรบที่ถูกเรียกขานในนามวีรมัสยาไอริแห่ง ROVBốn trận thua trên 7 trận thi đấu tại lượt đi mùa giải năm nay, đó chắc chắn là một sự thất vọng lớn với Hồng Kông Antitil khi mới mùa giải trước, họ còn đang là đương kim vô địch của GCS. Thay đổi là điều chắc chắn phải diễn ra để Hồng Kông Antitil có thể vực dậy chính mình tại mùa giải năm nay. Và điều đó đã xảy ra khi huyền thoại của họ là Xiaolin đã chính thức trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau một khoảng thời gian ngắn tạm dừng thi đấu. Không chịu kém cạnh, Mad Team cũng bổ sung một nhân sự tuy mới mà cũ, xa lạ nhưng lại thân quen. Trợ thủ huyền thoại của họ đã trở lại với mái nhà xưa sau khi có một khoảng thời gian không thành công trên băng ghế chỉ đạo của MOP. Remember Me là slogan của GCS năm nay, cùng với sự trở lại của những huyền thoại một thời của giải đấu, chắc chắn sẽ khiến giai đoạn tiếp theo của GCS thêm phần khốc liệt và cạnh tranh. Trước thềm vòng tranh xuất hạng 3 miền tứ phương đại chiến, các leader của các khu vực đã có những phát biểu thể hiện sự tự tin và quyết tâm của mình. Vòng chung kết miền sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4 và 6 tháng 4. Anh em hãy chú ý theo dõi nhé và cổ vũ cho khu vực của mình yêu thích nữa nhé. Mới đây thì showmatch chiến thuật One Champ đã được tổ chức với những pha highlight vô cùng mãn nhãn và đội vô địch sau cùng đó là những chàng trai của đội Ngự Thần. Sơn độc thân nhưng mà Tú thì... Tú có người yêu, còn có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa, bông bụng phải nói là đúng top 1, bụng bẩn. Một tình huống mà có lẽ Fallout đã làm quá nhiều điều, những tình huống bông bụng 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 bụng. Bỏ chạy với Fallout, Fallout đã múa quá chứ, ngạch. Phải nói là Fallout võ công quá cao cường. Và đây là Fallout Tilo. Fallout Tilo, ui, một những tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu, bằng có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa, bông bụng phải nói là đúng top 1, bụng bẩn. Tú có người yêu. Đang Tú nó đánh. Và để khép lại bản tin ngày hôm nay, anh em hãy cùng tôi hướng mắt đến tâm điểm của tuần thi đấu này, cuộc đối đầu giữa SKP và VGaming. Tranh thủ lũ hóng chờ thì anh em đừng ngại mà hãy bấm like và subscribe ngay cho kênh YouTube Bình luận viên Hoàng Sơn AOV để không bỏ lỡ bất cứ thông tin thú vị nào của Liên Quân trong nước và quốc tế nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. VGaming đối đầu Sài Gòn Phantom, cặp trận hấp dẫn nhất đấu trên danh vọng sắp sửa diễn ra một lần nữa tại lượt về. Có thể coi đây là một trận chung kết sớm khi cả hai đều đã tạo nên một khoảng cách điểm số vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Từ những trận thua trước SGP, bọn mình đã nhận ra rằng
em đã quá nôn nóng, từ đó để bị nắm thóp trong những trận đấu quan trọng. Dục tốc thì bất đạt, lượt về sẽ là một Vgaming thận trọng hơn. Thua một trận tại vòng tuyển chọn SEA Games, tụi mình coi đó như là một trận xé nhát. Kể từ bây giờ, trận đấu nào cũng sẽ là một trận đấu thật. Trực quan mà nói, bớt mùa này không thể hiện được nhiều. Nếu mà đi so với di quay của tụi mình thì chỉ có một câu thôi: thả hồi lo cho quay là tên mình xong rồi. Quả khúc chiếc phát nào đến từ vị trí của di quay, quá điên đến từ con Valentino này. Rất nhiều lợi thế cho Sanzo, họ đánh thẳng lên. Di quay tiếp tục tỏa sáng ở trong một tình huống thi đấu của mình. Mùa trước bớt đánh nổi như idol ở showbiz, mùa này bớt lại chìm nghiễm như sóng underground. Thế nên gọi bớt là hoàng tử indie, vì kiểu gì cũng bị quay đặt dấu chấm hết. Vgaming luôn trở lại vô cùng mạnh mẽ sau những thất bại. Nói đâu xa, lượt về mùa nào bọn mình cũng biến FRP thành bại tướng. Chối làm sao được khi mà lịch sử sẽ được lặp lại lần nữa. Butterby băng vào Madrid, băng vào Madrid đấm quá và thôi rồi. Không còn Memo Game ở trong trận đấu này nữa. Và giao tranh rất quyết định, rất quyết đoán của đội tuyển này. Trận kinh điển tuần này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của bớt đại bàng, bớt hứa. Liệu rằng Vgaming có đủ sức ngắt chuỗi bất bại của Sài Gòn Phantom, hay những bóng ma sẽ lại càn quét giải đấu như thường lệ? Đón xem tâm điểm tuần đấu vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 4.